lưu ID và tiền lương đến ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cuộc thi số 63 do Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau chủ trì. Xin kính chào quý khán giả của báo Cà Mau Online. Từ lâu, văn hóa đọc luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi văn hóa đọc truyền thống đang cạnh tranh khốc liệt trong thời đại bùng nổ thông tin. Vì vậy, thay đổi, thích ứng và bắt nhịp xu thế văn hóa đọc mới giữa thời đại 4.0 là hướng đi tất yếu. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện gìn giữ văn hóa đọc trong thời đại 4.0 nhé. Trước sự phát triển vũ bão của các phương tiện truyền thông đại chúng và các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, Facebook, YouTube như không còn chỗ cho việc đọc sách, báo, người đọc cũng không còn hứng thú với việc đọc như thế hệ trước. Sách in không cạnh tranh được với sách điện tử tiện ích, cập nhật thông tin. Riêng với giới trẻ, việc đọc sách ngày càng có xu hướng giảm mạnh. Internet ra đời với tiện ích của nó tạo ra phương thức đọc mới là phương thức đọc hiện đại. Tình trạng đọc nhanh, đọc ngắn, tiện lợi mọi lúc mọi nơi là một trong những tiêu chí được người đọc trẻ hướng đến và lựa chọn. Vài năm qua, nhiều trang web và hàng loạt TikToker, YouTuber còn tạo thêm một hình thức đọc mới là radio book. Nó tạo thêm hứng thú tiếp cận với sách nhưng theo đường thính giác, giảm tình trạng mỏi thị giác khi phải lướt mạng quá nhiều. Vì có nhiều sự lựa chọn nên người đọc cũng dần rời xa văn hóa đọc truyền thống, ít tiếp cận trực tiếp với con chữ trên sách báo. Bởi chỉ cần một iPad, điện thoại thông minh hay máy nghe nhạc, họ tha hồ nghe hay xem mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng với một bộ phận độc giả là cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, văn hóa đọc truyền thống vẫn có một sức sống và sức hấp dẫn riêng với họ. Đối với nhóm độc giả này, họ thích tiếp xúc trực tiếp với sách vở mỗi ngày để phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu. Về việc đọc sách thì sách nó là cái công cụ để lưu trữ kiến thức nhiều hơn, với lại lưu trữ được lâu hơn. Mình đọc sách mình có thể thu thập nhiều kiến thức mà ngày thường mình không có biết được. Sách cũng có những cái hay riêng, còn những kiến thức trên mấy cái các thiết bị thì cũng có những cái hay riêng, thì tùy thuộc về nhu cầu về kiến thức của mình. Em đọc từ năm bắt đầu từ lớp 10. Em đọc vào những việc học thì em nghĩ là nên khuyến khích các bạn đến đọc sách hoặc là như thế đó. Còn bình thường thì các bạn sẽ bấm điện thoại hay là xem điện thoại ở nhà nhiều hơn là lên thư viện để đọc sách. Cái văn hóa đọc của chúng ta đã từ xưa nay rồi, phải giữ. Đó là bản sắc của mình rồi, không thể nào mà bỏ được. Nhưng mà bên cạnh đó, về mình giữ được cái bản sắc truyền thống của mình thì mình cũng phải phát triển thêm theo cái thời đại hiện nay là về lĩnh vực là công nghệ. Đối với thời đại công nghệ thông tin á, thì trên điện thoại và trên laptop á, thì thông tin nó quá nhiều cho nên nó gây nhiễu. Còn đối với sách á, thì ta sẽ được cái tập trung hơn. Trong đó là khi mình đọc sách vậy thì mình sẽ rèn luyện được cái kỹ năng về nói và cũng như là kỹ năng về viết. Thì cái đó là nó phụ trợ trong cái công việc của mình trong cái hoạt động của mình, tức là trong cái công tác. Sách thì nói chung là nó hay lắm. Tại vì điện thoại giờ mình đâu có thể nào mình biết hết được đâu, mình ngồi những sách giờ mình cho mình biết nhiều cái hay hơn, nhiều loại sách đọc có ý nghĩa trong cuộc sống. Một tín hiệu đáng mừng và cũng là điểm mạnh để bảo tồn văn hóa đọc truyền thống là số lượng đầu sách tăng, hệ thống thư viện mở rộng, gia tăng về số lượng. Bên cạnh đó, thư viện cũng mở thêm nhiều lớp học về văn hóa, những tủ truyện cho thiếu nhi để hỗ trợ phối hợp với các trường tiểu học, mầm non, tăng tình yêu sách và tạo thói quen đọc, xem tranh ảnh cho các em ngay từ khi còn bé. Đặc biệt, để bắt nhịp xu thế văn hóa đọc mới, Thư viện tỉnh Cà Mau đã chủ động xây dựng thư viện số và thư viện lưu động bằng những chuyến xe ô tô chở sách, báo về vùng sâu, vùng xa để thu hút độc giả, nhất là độc giả trẻ. Hướng tới thì Thư viện tỉnh Cà Mau cũng nâng chất cái hoạt động phục vụ xe lưu động, đổi mới những cái hoạt động và đưa những cái hoạt động, dù kể chuyện theo sách nè, rồi chúng em kể chuyện Bác Hồ, vẽ tranh theo sách về vùng nông thôn để cho các em trong vùng nông thôn tiếp cận với sách, thăm làm quen với sách. Trường học sẽ là nơi thể hiện rõ nhất chức năng, sức mạnh của văn hóa đọc. Ngoài thư viện tại văn phòng, các trường học nhất thiết phải xây dựng các mô hình thư viện xanh, tủ sách sân trường.
góc đọc sách để thu hút và tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận sách báo khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đọc là một nét văn hóa rất đáng được gìn giữ dù ở bất cứ thời đại nào. Khuyến khích tình yêu sách, cổ vũ người khác đọc sách là cách bảo tồn văn hóa đọc giữa thời đại 4.0, khi mà công nghệ đang thay thế dần những giá trị truyền thống. Mong rằng những thế hệ sau vẫn sẽ thấy được hình ảnh cha mẹ, ông bà, anh chị cầm trên tay những tờ báo, quyển sách để say sưa theo con chữ trong mỗi buổi sáng uống cà phê hay mỗi buổi tối quây quần bên nhau.